gia đình diễn viên Hiền Mai có cuộc trò chuyện với chương trình gõ cửa thăm nhà. Hiền Mai kể cách đây gần 20 năm, vợ chồng cô có cơ duyên gặp nhau tại một buổi triển lãm dầu khí. Ông xã là doanh nhân còn cô tham gia với vai trò người mẫu. Khi ấy, doanh nhân Hoàng Minh đã ngỏ ý xin số điện thoại và theo đuổi nhưng Hiền Mai không đồng ý vì chưa có cảm tình sâu sắc. Mãi cho đến khi Hiền Mai gặp tai nạn trong phim Giáng Triều, cô được đối phương nhiệt tình chăm sóc nên bị rung động bởi sự tận tình và chu đáo của anh tôi bị tai nạn gãy cột sống mặt nát bét hết và đinh ninh mình không còn làm nghề được nữa tôi chỉ còn biết cầu trời cầu phật phù hộ cho mình không bị liệt và có thể tiếp tục làm việc nuôi sống bản thân không trở thành một gánh nặng cho gia đình lúc đó ông xã là người thường xuyên vào bệnh viện chăm sóc tôi hết sức mình anh đưa tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia tạm ngưng hết công việc để bên cạnh tôi Tự nhiên tôi cảm động, sau đó nảy sinh tình cảm. Sau biến cố đó, tôi đã quyết định đến với anh, nữ nghệ sĩ cho biết. Họ nên duyên vợ chồng vào năm 2003 trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên. Gia đình diễn viên Hiền Mai trong chương trình gõ cửa thăm nhà. Tuy nhiên, năm đầu tiên, cả hai phải sống xa nhau vì doanh nhân Hoàng Minh làm việc tại Mỹ. Khoảng cách địa lý xa xôi gây nhiều cản trở cho đời sống vợ chồng của họ. Ngày trước gia đình chồng ở bên Mỹ hết. Anh ấy cũng muốn cưới xong rồi đưa tôi sang đó. Nhưng tôi quyết ở Việt Nam với má vì bà chỉ có mỗi mình tôi. Sống cách biệt một thời gian, chúng tôi cảm thấy có vấn đề, sớm muộn cũng chia tay nên một trong hai cần hy sinh cho tổ ấm chung. Xong tôi quyết liệt mình chỉ có thể sống ở Việt Nam với mẹ, còn lại tùy thuộc ở chồng. Thế là anh chấp nhận hy sinh, bỏ công việc rất tốt ở Mỹ trở về đoàn tụ với vợ và bị thất nghiệp khoảng một năm. Có lúc, tâm lý anh thay đổi khiến tôi stress đến mức nghĩ đến việc ly dị. Nhưng rồi nhớ tới việc anh bị thế này là vì mình, nên lại cố gắng dung hòa, cô nói. Chưa kể, một khó khăn khác xảy đến với gia đình Hiền Mai là việc hai bà xui sống chung nhà nhưng không hòa hợp đã vô tình tạo nên những gánh nặng cho con cái. Nhiều thời điểm, Hiền Mai và chồng cũng quá áp lực cuộc sống mà lại tính chuyện ly hôn. Xong họ dần học cách cố gắng chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau tôi không dám nhận mình hy sinh điều gì. Tất cả chỉ vì hạnh phúc của gia đình nhỏ, doanh nhân Hoàng Minh cho hay. Sau 18 năm chung sống, anh Hoàng Minh tiết lộ vợ rất hướng ngoại. Đó cũng là điều khiến anh nhiều lúc phiền lòng ở bà xã, cô ấy tính tình vui vẻ nên bạn bè rất nhiều. Nhiều khi vợ quan tâm bạn bè nhiều hơn là lo cho gia đình. Tôi cũng góp ý nhưng tính mai thích giao thiệp bên ngoài. Tôi ngược lại, lo việc nhà nhiều hơn là lo cho bên ngoài, chồng Hiền Mai nói. Hiền Mai bên con trai Tony dịp Tết 2020. Hiện cả hai có một con trai tên Tony, năm nay tròn 17 tuổi. Chàng thanh niên cao hơn 1,8 m và rất mê chơi thể thao. Dù con trai có đam mê và đạt học bổng trong âm nhạc, Hiền Mai mong muốn định hướng Tony theo nghề bác sĩ để có thể giúp đỡ nhiều người. Trong chương trình, Tony cũng bày tỏ tình cảm bằng một tâm thư đông đầy lời yêu thương gửi đến bậc sinh thành. Không thua kém con trai, anh Hoàng Minh cũng quyết định làm vợ bất ngờ khi đặt sẵn một đóa hoa tuyệt đẹp, thay lời yêu thương gửi đến bà xã sau gần hai thập kỷ chung sống. Biệt thự ven sông của Hiền Mai. Anh Tuấn